Xin chào các bạn đã đến với kênh của Diễm Hằng nha. Hôm nay mình đang đi làm là các bạn nên một staff thanh thiện đem vào cho trái dưa hấu ở trên farm. Bây giờ mình sẽ bổ ra cho các bạn xem dưa hấu bên Úc như thế nào nha các bạn. Mổ trứng giữa nha. Bổ mà nó không kêu lộng cọc, nó bể là xui. Đó, nó nghe không? Đó, nghe không thấy? Nó không biết đỏ không, nó hy vọng đỏ, đi. Đỏ, đỏ mình thấy rồi nè, đỏ rồi nè. Wow, ở trong đây nó bọng luôn, là nó ngon nè. Cái vỏ này vừa nó ấy luôn, nó nguy hư nè, thấy không? Nguy quá đã luôn. Quá đã rồi trời. Nhưng mà xong mà ăn thử nó ngọt không, nó đỏ mà quan trọng nó có ngọt hay không. Thấy nó có cá vậy. Nghe không, nghe trộn không? Ồ, nó nứt luôn hả? Nó nứt mẹ, trong đây là nó chín dữ lắm rồi đó. Thử rồi. Nhớ Tết với mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bổ ra để cho chị em đi tới đi nuôi bắt ăn nha. Cái vỏ nó dày, thấy chắc để vài bữa. Tại nó mới chín, nó mỏng không? Dưa mới á. Dưa này mới nha, chồng của bạn này mới chở trên farm về nha các bạn. Ui, quá trời tươi luôn nè. Chồng ở nhà dễ gì được như vậy đâu. Mới vừa tốt cái bị con gì nó ăn mất tiêu rồi. Nước không nha các bạn ơi, nước luôn nha. Kêu bạn nó trả giùm đi đi. Nãy tới cái giọng kêu bạn nó trả giùm. Ngay luôn. Ni ơi, vô ăn thử vô hấu hả? Chị Thúy đem cho nè. Bay vô đây. Vô ăn thử dưa hấu chị Thí cho nè, nó ngọt. Em thử ai ngọt không? Đi. Mà dưa hấu không hạt nữa nè, là zoom vô cho các bạn xem nè, dưa hấu không hạt nè. Nó có hạt và hạt lép nè, thấy không? Ăn thử đi, review lên đi. Sao? Sao bên đây? Này giống dưa hấu Việt Nam á. Dạ, dưa hấu Tết nào, nghe cái mùi giống Tết rồi. Nó giá cho nổ mà. Ồ, có cái trái nhỏ nhỏ bên Việt Nam nó bán sao mà đỏ đậm nhìn. Dạ, em có nhiều, chị có nhiều trái nhỏ lắm, chị còn mấy chục trái cả trăm trái rồi, nhưng mà chị không biết lựa. Chị không biết nó đỏ không. Nên chị không có đem, chị đem trái bự cho các anh. Thử hồi thử đi cameraman. Thử hồi hết gì đó. Thử cameraman, ăn thử đi. Cameraman là người giấy đó nha các bạn, người đem lên cho nó nha các bạn. Nước ngon quá. Do ở giống Việt Nam luôn mà. Vậy anh thử với anh ta, ngọt. Mới trẻ có một cái tinh trái dưa hấu nha bạn, mà được nhiều rồi nè. Ngon không? Đi trái này có mấy ký á, thì giờ hết trái này biết nữa. Cái này chắc không dưới 5 ký đâu, tại nó nặng. Bự, tươi, ngọt. Vậy mà ở trên farm nó bỏ các bạn. Rồi bạn mình lấy gì nó bán đâu, được mấy ngàn đô luôn các bạn, thấy ghê chưa? Trời ơi, chắc mơ mình bỏ ngày nào mình đi lấy mấy cái đồ trên farm đi lượm bán, đi lượm như về bán đỡ tốn tiền nữa. Bán được kiếm vài ngàn sợ. Ơi, mình mời các bạn ăn với mình nha. Và mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nếu như các bạn thích cái video này thì nhớ cho mình một like, một share, một comment và một subscribe nha các bạn. Bye bye.